999 lá thư gửi cho chính mình, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bức thư thứ 18. Khi một người thức đêm làm việc, bạn ngủ. Buổi sáng, khi người khác đã thức dậy, bạn vẫn đang tranh thủ ngủ nướng thêm mấy phút. Bạn có rất nhiều ý tưởng, nhưng chỉ xốc nổi một hồi trong đầu rồi thôi. Người khác lại kiên trì từng việc một đến cuối cùng. Một cuốn sách bạn đọc rất lâu mới xong, khi phải làm việc lại một lướt điện thoại. Chắc chắn buổi sáng cũng chẳng thể dậy sớm học từ mới hay tăng ca đến khuya. Rất nhiều khi không phải bạn tầm thường để mặc mọi sự tự trôi, mà là bạn bỏ công sức không bằng người khác.